Dạ đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ trong những ngày gần đây, anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi nhận rất nhiều, đặc biệt là rất nhiều các anh trai ở từ khu vực phía Tây Linh để về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi nhận đăng tin để tìm vợ, mà vợ đột nhiên mất tích một cách phải nói là vô cùng bí ẩn. Dạ câu chuyện nào, kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi xin chào em trai nhé. Dạ chào. Em cho anh biết là em tên gì? Em Nguyễn Cao Lợi. Nguyễn Cao Lợi hả? Dạ. Nguyễn Cao Lợi. Ồ, Lợi nhiêu tuổi rồi? Sinh năm 985. Ồ, 85, tuổi Sửu hả? Dạ. Ồ. Em nguyên quán ở đâu? Tây Ninh. À, cụ thể? Tân Biên, Tây Ninh. Ồ, vậy hả? Ừ. Rồi hôm nay em về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương tìm ai đấy? Tìm vợ mình. Ồ, vợ em họ tên là gì? Nguyễn Ngọc Thành. Sinh năm 1976. 1976? Dạ. Em 1985? Dạ. Ôi trời, cha mẹ ơi. Em nói thật hay giỡn mày? Thật. 76 là tuổi Thìn. Dạ, đúng rồi. 85 là tuổi Sửu. 9 tuổi. 9. Ôi giời ơi. Mình có đám cưới không? Dạ có. Mình có đăng ký kết hôn không? Dạ có. Mình được mấy người con rồi? Hai người con. Trai gái? Hai thằng trai. Ồ, con nhiêu tuổi rồi em? 18 với 12. 18 và 12. Dạ. Vậy là em lấy vợ năm bao nhiêu tuổi? Năm hai mấy tuổi mà giờ. Năm hai mấy tuổi hả? Dạ. Em năm nay là 39 tuổi. Mà con 18 tuổi, đúng không? Dạ. Vậy là 20 tuổi là bắt đầu gáy, 21 tuổi là rước vợ về dinh, đúng không? Dạ. Ôi giời ơi. Thế vợ lúc bây giờ là nhiêu tuổi rồi? Em giờ em cũng không nhớ nữa. Bây giờ thế vợ lúc bây giờ có con chưa, có chồng chưa? Có con đợi chồng rồi. Ủa đấy, anh nghi ngay rồi này. Anh đoán rồi. Sao mình không lấy vợ tơ mà mình lấy vợ có chồng? Cái gì anh ơi? Ui giời ơi, vợ quê ở đâu? Quê ở cũng ở Tân Biên, Tân Hiệp, Tân. Cũng Tân Hiệp, Tân Biên, Tân Biên luôn. Dạ. Ui giời ơi. Gái Tây Linh đầy muối và gió đúng không? Đẹp gái dễ thương. Trước chồng vợ em là có chồng trước là mấy đứa con rồi? Hai đứa. Hai đứa luôn. Dạ. Vậy là em thứ hai là cũng hai đứa luôn. Dạ. Trước là con riêng của vợ là ở với ai? Ở giờ nó sống không ở với ai hết. Chắc giờ thanh niên hết rồi hả? Dạ. Chắc có vợ có chồng ha. Mẹ 76 mà. Con này cũng lớn rồi, hai mấy hết rồi ha. Dạ. Mình trước quen vợ lâu không? Yêu lâu không? Chắc năm mấy à? Năm mấy à? Anh nghĩ là phải yêu lâu hơn em. Năm mấy chắc chưa đủ chín mùi đâu. Mùi thì chín rồi đấy nhưng mà nó chưa chín hẳn. Đúng không? Em thấy đúng không? Năm em mấy cũng... mình năm mấy là mình đã biết hết tính tình của vợ chưa? Dạ biết rồi, mới cưới nè. Biết rồi nhưng mà chắc chắn biết chưa? Biết rồi. Ui bí ẩn còn nhiều quá chưa biết đâu em ơi. Ôi giời. Thế là mình làm đám cưới to không? Cũng đơn giản à. Mấy chục bàn? Mười mấy hai chục bàn gì. Nhỏ à. Vậy Tuy Linh ai cũng có đổ dở rồi làm chi lớn. Ô vậy là trước em có vợ rồi? Dạ. Ô cha mẹ ơi. Thế trước em bao nhiêu tuổi đấy vợ? Giờ nói em cũng không nhớ nữa. Ui giời ông ơi là ông. Mình nói thật không? Thật. Thế là trước đây 21 tuổi là anh không nhầm là 21 tuổi là em bắt đầu em cưới cô vợ này. Dạ. Trước 21 tuổi là em có vợ rồi. Dạ. Thế vợ trước em ở mấy năm? Dạ trước em ở 3 năm. Ui giời ơi. Thế là 16, 17 tuổi là bẻ gãy sừng trâu là em lấy vợ rồi. Em nói thật không? Dạ thật. Ui giời mấy ông gầy gầy này thì biết thầy rồi. Đúng rồi. Ui giời ơi. Mà mình lúc trước mình có ốm này không? Không anh. Cũng đỡ rồi. Có từ bữa đi giờ em giàu quá em tụt. Sao mà giàu? Vợ đi sung sướng có gì giàu? Sung sướng nhỉ? Mình vợ đi mình ở nhà phải mổ bò ăn mừng. Mình chuẩn bị có vợ mới. Đúng không? Giờ kiếm đâu nữa. Thế con em đang học không? Còn học không? Nghỉ hết hả? À, con là hiện nay là có biết mẹ đi đâu không? Cũng biết sơ sơ. Em có thể em nhắc lại cho anh nè. Vợ em họ tên đầy đủ gì, sinh năm mấy? Nguyễn Ngọc Thành, sinh năm 1976. Nguyễn Ngọc Thành. Dạ. Yeah. Ngọc Thành sinh năm 1976. Trời ơi, anh thấy câu chuyện này có thể có lẽ là không biết là có đúng hay sai. Em nói đúng không đấy? Anh thấy là nghi ngờ cái câu chuyện này nó có gì sai sai này. 17 tuổi lấy vợ, 21 tuổi ly hôn. Vậy trước có con chưa? Thì thằng trai lớn 18 tuổi đó anh, là vợ trước á. Ôi trời, ông nói chuyện ông có giấu đầu ông loài cái đuôi ra. Tôi cứ tưởng ông hai đứa con này là chung vợ này. Giờ vợ này có mấy con đứa là nhiêu tuổi? 12 tuổi.
Vậy là em đang làm công việc gì? Em cao mũ anh. Còn vợ? Vợ cũng cao mũ luôn. Của nhà mình nhiều cao su không? Không, cao mướn anh. Một tháng thu nhập được nhiều không em? Tại anh lãnh nhiều thì có tháng cũng được 2 mấy triệu. Ô, ngon vậy. Ô, hai vợ chồng là đi chung xe? Dạ. Về chung đường? Em chở hay vợ chở? Em chở. Ai là người về nấu cơm dọn dẹp ở nhà? Em nấu cơm, vợ em làm đồ ăn. Ồ, vậy là mình chia ca hả? Chia. Nhưng mà tối nhưng mà tối ngủ là có chia ca người trên người dưới không? Anh xui anh. Từng ngẫu hứng đúng không? Vợ em có trò chuyện với em có phải là có ý định không thay đổi công việc không? Không 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 luôn hả? Đi em còn không biết luôn mà diễn đi cái mắt luôn, cái tới giờ không ai liên lạc được luôn. Không có cãi lộn, không có cái gì hết luôn. Kỳ vậy? Ừ. Hay là em mải mê công việc quá? Không phải. Ừ, tại vì á hai chồng em đi cạo rồi thằng đó nó khổ, hay nó khổ dữ lắm. Thằng nào? Thằng mà dắt vợ em đi á. Ông tướng nào dắt vợ em đi nữa? Thì giờ đang dắt á là nó khổ dữ lắm, mà hai chồng em mới dìu dắt nó đi kêu làm. Kêu mang. Dạ. Kêu mang đúng không? Dạ, kêu mang đó, mà giờ mới có mười mấy ngày cái dắt đi mất tiêu luôn. À, ông tướng bao nhiêu tuổi rồi? Mới có 30 à. Ôi giời ơi. Em 40 là hàng đã là bánh tẻ rồi mà ông tướng lại có mới 30. Ừ. Ôi. Em nghi là nó bỏ thuốc thôi. Ui giời ơi. Tại vì em có đi coi nhiều lắm rồi mà. Rồi. Em phải coi thầy công này này mới được. Ừ. Mấy ông thầy em coi ở đâu? Em coi tùm lum hết. Ôi giời, lần sau em cứ về thầy công này coi cho chuẩn chính xác luôn. Riêng thầy công này coi cái một à. Một đảm bảo một nhát một chính đúng điểm luôn. Bởi vì em mới tìm tới đây nè. Đấy, thế nên em về đây đúng chỗ rồi nè. Này này, em đi đúng đường đấy. Thế là em cho anh hỏi này. Vợ và chồng em kêu mang cái ông tướng mà năm nay 30 tuổi. Dạ. Quê ở đâu? Nghe nói ở miền Tây á. Ông tướng này là tên gì? Nguyễn Văn Giàu. Nguyễn Văn Giàu. Dạ. Giàu hay nghèo? Nghèo. Tên nghèo, Nguyễn Văn Nghèo hả? Là thật nè. Mà thấy nó nghèo quá. À, giàu, à Nguyễn Văn Giàu nhưng mà thấy nó nghèo. Nó nghèo về nghèo nhiều thứ đúng không? Ông tướng này gia đình mình gặp ông ở đâu? Thì cũng đi cạo rồi gặp vậy thôi chứ cũng không biết rồi nó ở đâu rồi. Xong trò chuyện. Dạ. Vậy là dắt đi làm mới có tháng. Mới được một tháng. Dạ. Nhưng mà về ở nhà chung nhà em? Không có ở chung, ở riêng, em ở riêng. Ông ấy ở đâu? Thì ở mướn nhà ở cái cũng vòng vòng vậy đó. Ông ấy có vợ chưa? Có vợ năm mấy tuổi rồi. Vợ là mấy tuổi? Dạ. Ui giời ơi. Cha mẹ trời đất quỷ thần ấy. Ông nói thật không? Thật. Thế là ông tướng là gu mặn vậy hả? Ừ. Ui giời, mình đã mặn mặn rồi mà ông này là muối biển rồi. Mình có hình ảnh ông tướng đấy không? Có anh. Rồi được, có anh sẽ vẩy cho cha nước luôn. Ui giời ơi. Mà em nói thật với anh không tin có ông nào ăn mặn như vậy. Có. Anh này không thích gu mặn. Ôi giời, ông này mặn quá. Ui giời, 30 mà vợ em. Tại vì vợ nó có kể em á là nó ở với con gái của bà là được sinh đôi, đứa trai đứa gái, nay 13 tuổi rồi. Là sao? Thằng đó đó, ừ. Là nó ở với con của bà. Con bà nào? Con của bà vợ nó bây giờ nè. Ừ. Được 2 đứa con. Là sinh đôi. Ờ. Vậy là ông tướng này vợ em kể chuyện. Ông tướng này quen ăn mẹ ăn cả con. Thấy lúc đó bà và vợ đeo vàng nhiều quá. Là quen mẹ. Bà và vợ. Đốp mẹ vợ và à đốp gọi là mẹ, đốp cả con luôn. Ừ, đốp luôn. Ủa, từ đốp con. Từ này hay. Mà thật không? Thật. Ui giời ơi. Thế là cuối cùng là ông tướng này có con. Có con với cả hai mẹ con luôn. Hai mẹ con. Lấy luôn con dâu luôn. Ui giời ơi. Cho em cái hình nào. Ui giời. Cái hình này nè. Đây nhanh 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 đây. Ôi giời ơi. Tí nữa anh sẽ xem hình để xem ông tướng này xem mà gu mặn cỡ nào. Vậy là ông ăn hết lượt rồi? Ăn hết lượt, cháu nó cũng làm luôn. Cháu ăn hết lượt rồi, cháu bao nhiêu tuổi rồi? Cháu nó như vừa rồi nó ăn 14 tuổi, ta đi thưa. Ui. Nó rồi nó trốn lên đây. Ôi giời, thưa chưa? Không biết ta có thưa không, vợ kể là bển ta thưa đó rồi nó trốn lên. Nhưng vợ em kể lâu chưa? Mới kể rồi nè, lúc mà chồng nó dắt vợ em đi đó. Thế ai kể? Vợ nó. Là cái bà già đó? Ừ, đúng rồi. Bà kể? Dạ. Là kể ăn mẹ ăn con? Ừ. Ăn cháu luôn? Là bây giờ ông không cảnh giác ăn vợ ông luôn? Ôi giời ơi. Bởi vì em nghi nó xài ba cái ấy đó. Ôi, cái này anh biết. Nhiều lắm. Cái này anh biết rồi. Anh biết rồi, anh bói được rồi.
nó nhiều lắm, vợ nó gầy còn nhiều lắm. Nhưng ông này có đẹp trai không, tướng to không? Cũng được. Cao mét mấy? Giờ em cũng không đoán được. Khoảng cao mét 7. Mét 7 mà khoảng nhiêu ký? Năm mấy ký, sáu ký. Nhỏ vậy? Vậy mà khỏe vậy hả? Giờ em nói chuyện này anh cũng nghi cái câu chuyện này nó làm sao. Em nói thật chưa? Thật, vợ kể với em mà. Vợ kể nhưng mình có ghi âm lại không? Dạ không. Giờ quyền số nó ai cũng biết hết á. Ồ, em sao em không ghi âm lại? Tại vì em thấy cũng đâu có gì đâu ghi. Ê... chuyện của người ta mình cũng không quan tâm tới. Chuyện người ta nhưng mà bây giờ nó là chuyện của mình. Đi đọc ông tướng này thôi. Vậy là ông tướng này toàn đi gặp bà già hết. Bà nói chung là trâu già, trâu non này ăn hết. Chăng hết. Ăn hết luôn. Còn trâu bánh tẻ vừa vừa là ngang tuổi ông này chưa thấy đúng không? Hàng tơ cũng có mà hàng già cũng có. Thế vợ em đi chính thức với ông tướng này bao nhiêu ngày rồi? Nay là mới đi bữa 4 Tây. 4 Tây? Dạ. Tháng 7? Dạ. 18 ngày rồi? 18 ngày. Úi giời. Từ hôm đi vợ có gọi về nhà không? Không có gọi mà không ai gọi được luôn, cho nên cắt toàn bộ hết. Mà cô đó lại gọi được. Ơ kì vậy? Ừ. Gọi bây giờ ông tướng đang ở đâu? Em không biết. Ông tướng này có chia sẻ là đang ở đâu không? Không. Kì vậy? Thế em hỏi là tại sao mày... Số của em điện nó không có bắt máy đâu. Ồ. Số em điện không nghe máy hả? Căng nhờ. Ông tướng này là đi bằng phương tiện gì? Ông có đeo vàng không? Tại vì vợ em á đi là nó có lấy chiếc xe. Xe gì? Vàng. Xe quen pha. Bản số là 27736. 277. Số đầu là 70. Dạ 70H2. Rồi bản 70H2. 70H mấy em cũng không nhớ gì, mà em nhớ bản số xe thôi. Nhớ cái xe là 27736. 27736. Quen pha. Quen pha màu, màu đỏ. Gì? Màu đỏ. Màu đỏ. Trên là 70H. Không nhớ là H mấy. Dạ. 70 Tây Linh đúng không? Dạ. Dưới là 2 27736. 27736. Dạ. Quay Alpha màu đỏ. Dạ. Vợ em cao mét mấy? Mét 5 mấy à. Cũng thấp hả? Dạ. Vợ em đeo nhiều vàng mà anh thấy vòng xi men đeo quá trời kìa. Bữa đi nó đeo có cộng dây chuyền à. Với mà... tiền với nhiều tiền không? Em cũng không biết, nó gửi trong thẻ nó đi. Thế từ xưa là em đi làm về hai vợ chồng cậu mũ là tiền ai giữ? Tiền nó giữ không? Sao mình không giữ? Để từ nào giờ nó giữ không? Cho giữ. Trời ông ơi nè ông. Giấy chứng minh của em nó cũng lấy đi luôn. Rồi xong luôn. Ôi, em trước đây em tìm hiểu vợ. Em hỏi là trước đây là vợ bỏ chồng hay chồng bỏ không? Hồi đó em hiểu là hai chồng không có hợp. Không hợp nó nhiều nguyên nhân em ạ. Dạ. Thằng đó nó kiểu sống không có biết ai hết à, kiểu không có tới nhà bà vợ, không tới ai y cầu mời nó, cái nó lạng qua cái lạng về à, nó không có tiêu, không có chơi với ai hết á. Thế còn em? Em thì chơi tùm lum. Thế em cuối cùng mất cứ mất. Thế, bây giờ biết đổ cho ai? Em cũng không biết đổ cho ai. Tốt con đi mà xấu con đi, phụ nữ giờ ngộ ghê ha. Em cũng không hiểu. Trời ơi em ơi, mà anh nói thẳng như thế này, đến giờ phút này là ông tướng kia là ông ấy, mình đã vợ chồng đã kêu mang. Dạ. Mà ông dám lỡ lòng nào ông ấy dắt vợ mình ông đi. Em có hay nhậu nhẹt với ông này bao giờ không? Không, em không có nhậu. Cà phê? Có mấy lần kêu vợ nó qua rủ hai chồng em đi uống cà phê. Vợ nó đâu? Là cái bà già đó hả? Ờ, nó kêu á, tại vì nó rủ em không có đi. Hai chồng em đâu có ưa, vợ chồng nó đâu. Không ưa mà sao? Để thấy nó tội nghiệp quá, dắt đi cạo rồi. Tội nó ai, tội mình em ơi. Bởi vậy mình đâu có nghĩ tới vậy. Nhân đạo là hỏng rồi. Xong nó kêu vợ nó qua rủ hai chồng đi uống nước đâu, chắc được 3 lần vậy. Ôi. Là giờ là... ngấm luôn. Những lúc đi cạo mũ cao su. Cạo em... riêng, cạo riêng. Cạo riêng là ba người ba góc. Dạ. Ba vườn hả? Không, nó cạo riêng, hai chồng nó riêng, hai chồng em riêng, nhưng mà chung một chủ. À, một chủ nhưng mà chỗ xa, cách xa không? Cũng xa. Có khi nào ông tướng này ông bén mảng, ông nói chuyện thì thầm với vợ mình không? Không, từ nào giờ vợ em ghét đó lắm. Ghét bây giờ đi theo. Thì bởi vậy em mới nghi là nó bị ấy thôi. Ồ, ghét, ghét của nào trời trao của đó. Cái đó em cũng không rành. Vợ em từ trước giờ đi làm bao nhiêu tiền là vợ em giữ hết? Dạ. Em và vợ đi làm chung cả mũ cao su khoảng bao nhiêu năm rồi? Em nay chắc cũng 20 năm ạ. Ui giời. Mấy năm vậy? 20 năm theo như em. Ngày đó em làm công nhân cao su bến củi á, mà công nhân đó. Ừ. Anh biết bến củi làm mười mấy năm, cái em nghỉ em đi cạo tư nhân. Tại đó lương nhà nước cũng rẻ quá. Hai chồng nghỉ chuẩn đi. Từ trước thì gia đình mình từ khi sống với vợ, hai vợ chồng em có kiến thiết nhà cửa xe pháo gì không? Không. Có là tiền bao nhiêu để dành hết?
Không có xe thì nó xe nó sắm sửa đồ đạc nó vậy thôi chứ. Xe có oen pha hơn 20 triệu à? Hơn 20 triệu 200 quất tháng ok rồi. Thế còn mấy chục năm qua là không biết. Nói chung tiền từ trước thì không biết. Anh đã cảnh báo nhiều rồi, tin vợ là điều tốt. Nhưng mà ai tin mình? Và giờ tiếp theo nữa mình phải cảnh giác, tránh tình trạng mà vợ ôm tiền, ôm vàng, ôm bạc đi, giờ mình còn cái lịt. Giờ còn thân khô này. Đúng chắc, chưa? Chắc vậy quá. Em giờ còn được nhiêu ký? Còn 45 ký à? 47 ký vậy. Thằng nào anh cho em mặc nhiều quần áo chắc cho lặng ký hả? Không phải, rồi đi xa đi bên Tây Ninh chạy qua đây lạnh bận. Gió đúng không? Đi qua rừng cao su nhiều. Đi lúc 3 giờ đấy. Mình giờ đi sớm chứ ấy. Tôi biết đường đâu rồi đi. Đây qua Tây Linh anh đi 2 tiếng rưỡi à? Tân Biên. Không biết đường đâu. 2 tiếng rưỡi thôi. Vòng hỏi thăm ra. Bơm căng ra đây đấy, đường đẹp mà. Ôi giời ơi, vợ đi bao nhiêu ngày nay rồi. Thế từ hôm đi là tuyệt đối là các con cũng không biết thông tin luôn. Không ai biết hết, nguyên người nhà, người thân, người bạn, người gì cũng là như là. Em có thể em nói thật hơn nữa. Là vợ em ở nhà đối xử tốt với em không? Hai vợ chồng. Hai chồng từ nào giờ không có cãi lộn. Không cãi lộn luôn. Ừ, không có cãi lộn luôn. Chưa một lần quýnh lộn cãi lộn là sao hết. Nó đi là em không biết luôn. Bất ngờ luôn. Bất ngờ luôn. Hôm nay vợ đi tối hay ban ngày? Đi ban ngày. Mấy giờ? 5 giờ mấy. Sáng? Lúc đi cạo mũ chưa? Không, bữa đó trời mưa nghỉ cạo. Nghỉ cạo mà vợ đi? Vợ mặc áo mưa? Không, lúc đó trời mưa mà tạnh rồi sáng. Mới mưa xong. Trước khi hôm đó vợ đi là những ngày trước vợ hay bấm điện thoại nhiều không? Thì nó cũng lúc nào nó cũng bấm lướt Facebook vậy đó. Nhưng bây giờ em có dám chắc là đi mail này không? Chắc, nó chụp hình gửi cho em luôn mà, chụp. Ôi hình ghép gửi mà. Ơi. Thằng đó nó ghép, hình ghép chứ không phải là hình... Hình ôm nhau thật hay hình ghép? Hình ghép, hình thằng đó chụp, giờ nó đã chụp mấy năm rồi. Giờ hình này với hình giờ là nó khác nhau dữ lắm. Nhưng tại sao mà nếu ông tướng nào không dắt vợ em đi thì ông mắc mới vậy phải ghép hình chi để cho mình mất công? Chụp tức em mà, gửi của mình em à. Em có gia đình em có đông anh em không? Em thì có hai chị em. Không anh em trai, còn ông tướng này? Tướng em cũng không biết nữa. Mình không biết mà mình dám dắt người ta để mình đi tìm mối. Khổ quá, xin đi theo rồi dắt đi vậy thôi. Ôi chứ trời ơi, em ơi, anh đã từng giúp rất nhiều người ngoài đường rồi em ơi. Chưa phải là thật đâu, đỏ chưa chín đâu em ơi. Mình giúp... cũng chưa gặp trường hợp đó, mình cũng chưa có rành nên mới bị đó. Và 40 năm cuộc đời giờ chưa gặp đúng không? Chưa. Hy vọng dần sau em sẽ gặp nhiều hơn. Dạ, chắc vậy quá. Đúng không? Để cho mình có kinh nghiệm. Chắc giờ lại cũng có kinh nghiệm hả anh? Không. Bài học kinh nghiệm này không có bài nào đắt lắm anh, bài này đắt lắm. Bài này thì mất vợ rồi. Đắt lắm. Bây giờ là hiện nay là em mong muốn tìm vợ về để làm gì? Để nuôi dạy con cái này kia chứ. Con em nhiêu tuổi rồi? Thằng thì ở với em được thằng trai 12 tuổi. Gọi là con chung một đứa. Dạ. Còn con riêng của em là hiện nay cũng ở với em luôn. Ở luôn. Ở lúc em nhỏ đi về, vợ em về là lúc mới có thằng nó mới có mấy tháng à. Vậy là mới chính có tuổi mấy. Người ta cũng có công lao chăm sóc con mình. Dạ. Thương lắm hai đứa thương. Tại nay hai chồng em từ nào giờ không có cãi lộn. Mà kỳ vậy? Ừ. Tối ngủ chung không? Trời ơi, em là đẻ em cũng ngủ chung nữa chứ đừng nói mà. Ủa, yêu vậy hả? Từ nào giờ là ngủ chung không à, không khi nào ngủ riêng đó. Giận cỡ nào giận cũng ngủ chung à. Giận tối phải ấp cái. Tối có ấp không? Đó hình xui. Trời ơi. Chà mẹ ơi, ông ơi nè ông. Tướng ông ốm này là đúng rồi. Ốm nhắc này. Bây giờ về trước mắt là phải chịu khó tầm bổ, ăn uống đầy đủ. Cái nhất đi rồi giờ em cũng buồn, ăn uống cũng không có nổi. Không, anh nói chơi vậy thôi. Buồn thì đồng ý là ai cũng buồn. Con vật mà, ở mấy con người còn mến nhau đúng không? Dạ. Nói gì chia con người hai vợ chồng. Đồng ý là vợ em hơn em rất nhiều tuổi. Nhưng mà hai vợ chồng cũng có rất nhiều tình cảm gắn bó với nhau trong thời gian phải nói là rất dài. Đúng không? Cũng cả mười mấy năm qua rồi. Đâu phải mới đấy đâu. Vì vậy nên đôi khi trong cuộc sống là nó có rất nhiều điều vui buồn lẫn lộn em ạ, có vui có buồn, đó mới là thành cuộc sống. Yeah. Chứ một cuộc sống thì chẳng có ai mà suốt ngày vui được, ai cũng có lúc buồn lúc giận lúc hờn đó. Nhưng vợ em đến giờ phút này để anh xác minh em đúng thông tin chính thức mà em thông tin ấy là xem có đúng là vợ em để đi theo ông tướng này không. Dạ, tại vì lát anh cho anh coi hình nó. Ừ. Thằng đó có ghép hình của nó với hình vợ của em. Nhưng mà anh nghĩ là nếu mà em nói thật như vậy thì anh nghĩ là ông tướng này chắc cũng có vấn đề gì đó. Dạ. Ông đang dụ vợ em. Em đi coi nhiều lắm anh. Coi em cứ coi anh, tí em cứ đặt cho anh 500. Dạ. Anh sẽ coi cho. Em cúng vào đĩa anh sẽ coi cho em đàng hoàng. Anh cúng anh sẽ coi cho em 3 tiếng. Cứ 500 3 tiếng. Đấy, một ngày anh làm 3 lần như vậy là 9 tiếng. Là có 9 là có củ rưỡi rồi. Đấy.
Anh quay đúng lắm, chính xác lắm. Em muốn quay không? Để đi lát hay tính à? Đấy, coi thì phải thắp nhang. Coi phải thắp nhang nó mới linh. Ôi giời ơi, anh nói chơi vậy thôi. Dạ. Coi két gì nhá, phí tiền. Cái điều thứ nhất. Điều thứ hai, người ta biết làm cho mình thì người ta làm cho người ta, đúng chưa? Thế người ta coi thì người ta nói là người ta coi thì người ta nói là bao giờ vợ em về? Tao nói giờ nó tao kêu kéo về mà tao nói giờ thằng này nó làm mạnh quá, giờ với nó nhốt trong nhà rồi. Thầy bó tay luôn. Bó tay. Ui giời, nhưng thầy công này đưa được về này. Dạ, thầy công. Bởi vậy con em mới tìm đây nè. Thầy công này không cần phải bói. Dạ. Không cần phải đốt nhang. Đến cái một là về hay không về. Không nói nhiều. Ui giời, thế là mình mất nhiêu tiền rồi? Em đi tao không có lấy tiền, thầy đó tao làm phước không mà không lấy tiền. Mình phước thì mình phải có thùng công đức chứ. Ta chỉ có muốn bỏ nhiều bỏ. Đó, thùng công đức. Hai trong... ba chục, bốn năm chục cái gì, cái lòng của tâm mình, ta trong... không ăn nhiều. Người ta không mồi những đồng 500 à? Không. Anh thấy ta một số người. Tiền. Anh thấy có một tôi chỗ đó là mười mấy năm rồi. À. Chỗ quen. Chỗ quen hả? Mười mấy năm rồi. Đi coi làm ăn này kia là lên bả không à. Hôm nay ấy, dạ. Từ Tây Linh mà 3 giờ đêm em bò về đây. Dạ. Để về nhờ anh em ở Diêm Dương tìm vợ. Dạ. Em có hy vọng là sẽ tìm được vợ em không? Em hy vọng. Thực sự câu chuyện của em rất buồn. Anh nghe thì rất phải là rất thương cho một người đàn ông. Dạ. Em thì một lòng một dạ mất thương, rất thương người phụ nữ này. Dạ. Ừ. Người ta rất lớn tuổi rồi. Đồng ý là em thì thời chưa còn trẻ. Nhưng mà mình không may đã vấp ngã trong cuộc hôn nhân trước. Dạ. Em đến với người vợ này. Dạ. À, tuổi tác thì đúng là nó tình yêu thì tuổi tác nó không có quan trọng. Dạ, đúng rồi. Ừ. Nhưng mà mình phải xem lại cái tính tình người ta. Nhưng đến giờ phút này anh đúc kết lại, vợ em là một người phải nói rất già đời rồi, không phải còn trẻ, mà đến giờ phút này dám bỏ em để đi theo người đàn ông rất trẻ như thế này, thì mình phải lên suy nghĩ lại là mình đã đối xử tốt với vợ chưa. Đó, nếu tốt rồi thì mình phải xem lại là lý do tại sao vợ bỏ đi. Em từ nào giờ không khi nào mà quýnh đập hay gì, không có gì hết á. Hai chồng cũng cãi lộn luôn. Cứ nói chửi em là em đánh à. Được. Em đi chỗ khác. Đúng. Rồi nó mất làm gì chứ, đã thì cũng nghỉ à. Đúng. Chứ hoài. Ừ. Tối bà ôm cái ấp cái là xong luôn. Đó, tỉnh táo ngay đúng không? Mình có làm đúng gì theo? Chắc là chưa. Đó. Rồi bây giờ em hãy lên tiếng. Em nói chuyện rõ ràng đây. Dạ. Nếu ông tướng này, em nói đọc tên ông luôn, nếu ông tướng này mà ông dụ vợ tôi thì ông thả vợ tôi ra để vợ tôi về với tôi. Em nói lớn tiếng lên. Từ từ em nói chuyện lớn tiếng lên. Dạ. Ừ. Dạ em nói gì sao anh? Em nói ông tướng này, đọc tên ông tướng luôn. Ông đang dụ vợ tôi ở đâu thì ông thả vợ tôi ra để vợ tôi về. Tôi nói với ông Nguyễn Văn Giàu nè. Giờ ông mau thả vợ tôi ra chứ không là ông chết với tôi á. Úi giời. Rồi nói to lên. Tôi nói ông nghe nè, ông Nguyễn Văn Giàu, ông không thả vợ tôi ra là ông coi chừng tôi. Tôi đang đi kiếm ông. Tôi đang đi kiếm ông đó. Rồi bây giờ mình hãy nói những từ yêu thương ngọt ngào nhất, như thổi lỗ tai để cho vợ xem được. Vợ tỉnh táo. Em sợ nó không có xài điện thoại. Xài, bắt buộc phải xài. Chắc chắn 99,9%. Cứ yên tâm. Nói to lên. Giờ em nói gì? Không cười. Bây giờ nói chuyện. Bây giờ mình muốn vợ về không? Dạ, muốn. Nhưng muốn mà... nói to lên. Anh em ơi, anh rất yêu thương em. Tại sao em lỡ lòng nào anh sống với em mới được có mười mấy năm mà em lỡ lòng nào em bỏ anh đi, em đi quen với người đàn ông khác. Hãy về với anh với con đi. Nói to lên, tiền bạc anh giao cho em hết. Ờ em à, anh thương em lắm mà tại sao em bỏ anh à, ở với anh mười mấy năm rồi. Không lẽ anh mới quen thằng đó mới có mấy bữa mà em đi theo nó. Em hãy về với anh đi để nuôi con cái nên người. Có gì anh tha thứ cho em. Em hãy về với anh. Ôi trời ơi, khổ. Sao lại cứ chồng tìm vợ hoài vậy? Thời gian này nhiều quá. Không biết làm sao. Thằng ông khổ anh ơi. Khổ nhỉ. Đàn ông là ăn phải ăn miếng xương. Miếng thịt thì phải để nhường cho vợ và con. Mà đi làm về kiếm được tiền nhưng lại không dám xài. Phải đem cho vợ và con. Đúng không? Đấy. Mà mưa nắng thì cũng khổ nhất. Và đi làm việc cực khổ nhất đúng không? Yeah. Việc thì khổ nhất là mình. Đúng không? Nhưng mà đến giờ phút này vợ sướng nhất là bỏ đi. Đúng không? Được cái tìm những cái niềm vui mới. Còn mình ấy thì vẫn đồng cam mà chịu khổ. Ở nhà hiện nay chắc tiền còn không còn. Đúng không? Ôm hết rồi. Ôm hết luôn. Vàng vợ em đeo trên người tổng cộng là bao nhiêu vàng? Giờ nó đeo... em cũng không biết cái cổng nó mua bao nhiêu chỉ nữa em cũng không... Lớn không? Cổng chắc cũng bự.
bự bằng anh không? Chắc cũng cỡ như anh vậy. Úi giời, vậy là to đấy. Vậy là ông tướng này là ông này là luộc cái cọng dây của em vợ em rồi. Vậy là còn tiền bao nhiêu mình không biết. Dạ. Tại vì em cứ đưa vậy thôi rồi ăn này kia rồi nó bung ra còn nhiêu rồi. Ồ. Rồi hôm nay em về đây để nhờ anh em Sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin tìm vợ. Dạ. Tất cả những điều em chia sẻ trên video này hoàn toàn là có đúng sự thật không? Dạ đúng. Nếu sai? Nếu sai em chịu, hoàn toàn chịu trách nhiệm. Rồi ok em nhé. Dạ. Rồi hôm nay em về đây nhờ anh em Hiệp sĩ Bình Dương ghi nhận đăng tin tìm vợ. Em có đồng ý cho các anh em Hiệp sĩ Bình Dương chia sẻ tất cả thông tin của em lên tất cả trang mạng xã hội dạ. để sớm có thông tin tìm vợ em không? Dạ. Ok không? Đồng ý không? Ok. Rồi cảm ơn em nhé. Dạ. Dạ kính thưa cô chú anh chị bạn, nếu ai phát hiện được thông tin chính thức chị gái đang ở đâu thì báo tin giúp anh em đội Hiệp sĩ Bình Dương theo số điện thoại 0913 78 5858 để anh em có lời khuyên để dành cho chị gái sớm quay trở về cùng với chồng với con của mình. Dạ cuối video cho phép công Trần Thiên Hà thay mặt các anh em Hiệp sĩ Bình Dương dạ xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.